Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Đạo đức lớp 5 qua sách và bài tập. Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập Đạo đức lớp 5 bài 12. Em yêu hòa bình. Bài tập 1. A. Đọc truyện Những con sếu bằng giấy. Ngày 16 tháng 7 năm 1945, nước Mỹ chế tạo được bom nguyên tử. Hơn nửa tháng sau, chính phủ Mỹ quyết định ném cả hai quả bom mới chế tạo xuống Nhật Bản. Hai quả bom ném xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki đã cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người. Đến năm 1951, lại có thêm gần 100.000 người ở Hiroshima chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử. Khi Hiroshima bị ném bom, cô bé Sasako Sasaki mới 2 tuổi đã may mắn thoát nạn. Nhưng em bị nhiễm phóng xạ. 10 năm sau, em lâm bệnh nặng, nằm trong bệnh viện nhẩm đếm từng ngày còn lại của cuộc đời mình. Cô bé ngây thơ tin vào một truyền thuyết nói rằng nếu gấp đủ 1.000 con sếu bằng giấy treo quanh phòng, em sẽ khỏi bệnh. Em liền nặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng trăm con sếu giấy đến cho Sasako. Nhưng Sasako chết khi em mới gấp được 644 con. Xúc động trước cái chết của em, học sinh thành phố Hiroshima đã quyên góp tiền xây một tượng đài tưởng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh tượng đài cao 9 mét là hình một cô bé giơ cao hai tay, nâng một con sếu. Dưới tượng đài khắc dòng chữ: chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hòa bình. Rồi sau khi nghe câu chuyện thì chúng ta sang phần B, thảo luận nhóm. Điều gì đã cướp đi sinh mạng của cô bé Sasako Sasaki và hơn nửa triệu người dân Nhật Bản? Rồi, các em biết là hai quả bom nguyên tử của nước Mỹ thả xuống nước Nhật và tàn dư phóng xạ đã cướp đi sinh mạng của cô bé Sasako Sasaki và hơn nửa triệu người dân Nhật Bản. Việc trẻ em khắp nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới gửi hàng trăm con sếu giấy đến cho Sasako nói lên điều gì? Việc trẻ em trên khắp nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới gửi hàng trăm con sếu giấy đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc đến cho Sasako. Tất cả mọi người đều muốn nói lên rằng chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn, Sasako. Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì? Qua câu chuyện trên, em thấy rằng chiến tranh thật là tàn nhẫn và đáng sợ. Chỉ hai quả bom đã cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người. Và hòa bình thật là đáng quý. Bài tập số 2. Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B để thành một câu hoàn chỉnh. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nhé. 1. Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho con người. 2. Mọi trẻ em đều có quyền được sống trong hòa bình. 3. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của toàn nhân loại. 4. Trẻ em cũng có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng của mình. 5. Chiến tranh chỉ mang lại đói khát, đau thương, chết chóc. Bài tập số 3. Em hãy ghi những hành động, việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Rồi các em suy nghĩ và các em làm bài nha. Những hành động, việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Như là luôn giải quyết mâu thuẫn bằng lý lẽ, tránh các hình thức tranh cãi bằng bạo lực. Chúng ta có mâu thuẫn với một ai đó, hoặc là giữa hai người nào đó mâu thuẫn với nhau,
thì chúng ta có thể khuyên giải mọi người bằng lý lẽ, tránh các hình thức tranh cãi bằng bạo lực, rồi can ngăn bạn bè nếu có dấu hiệu đánh cãi nhau. Bài tập số 4, hãy ghi dấu cộng và ô vuông trước những hoạt động vì hòa bình mà em biết trong các hoạt động dưới đây. Rồi, các em biết những hoạt động nào vì hòa bình? Thầy giáo ví dụ, đi bộ vì hòa bình, vẽ tranh về chủ đề em yêu hòa bình, meeting tuần hành lấy chữ ký phản đối chiến tranh xâm lược, giao lưu với thiếu nhi quốc tế, hay là viết thư kết bạn với thiếu nhi các địa phương khác, các nước khác. Rồi em đã tham gia hoạt động nào? À, em đã tham gia hoạt động ví dụ như là đi bộ vì hòa bình hay là vẽ tranh về chủ đề em yêu hòa bình. Bài tập số 5, em hãy hoàn thành bức vẽ cây hòa bình với rễ cây là những hành động, việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình và những hoạt động, những phong trào bảo vệ hòa bình. Còn lá chính là kết quả. Lá cây là những điều tốt đẹp mà hòa bình mang lại cho trẻ em và mọi người. Rồi đây thầy giáo ví dụ, đoàn kết hữu nghị với dân tộc khác, đối thoại giải quyết mâu thuẫn, vẽ tranh chủ đề hòa bình, kết bạn trẻ em quốc tế, tuyên truyền hạn chế chiến tranh. Thì tất cả những hành động, việc làm thể hiện lòng yêu hòa bình này, chúng ta sẽ được kết quả là kinh tế, văn hóa phát triển, đất nước phát triển, trẻ em được sống trong hòa bình, cuộc sống bình an, hạnh phúc, trẻ em được đến trường, cuộc sống ấm no, vân vân. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc các em học tốt.